Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tại trường tiểu học An Linh, huyện Phú Giao, tỉnh Bình Dương, đã diễn ra phiên tòa xét xử Nguyễn Thanh Linh Tâm, ngụ xã An Linh, Phú Giao, Bình Dương. Rất đông người dân xã An Linh và các xã lân cận trong huyện đã đến tham dự phiên tòa lưu động này. Vì tò mò xem gã con rể trời đánh đã giáp tâm đầu độc cả gia đình vợ sẽ bị xét xử như thế nào. Khi cái tên Nguyễn Thanh Linh Tâm cả gan đầu độc cả gia đình vợ đến tai người dân xã An Linh, khiến nhiều người dân ở đây tỏ ra bất ngờ vì vốn dĩ trước đó Tâm vốn là một người hiền lành, tu trí. Nguyễn Thanh Linh Tâm tại thời điểm đang nói đến mới 27 tuổi. Gia đình không mấy khá giả, bản thân lại không được học hành đến nơi đến chốn, nên Tâm không có công việc làm ổn định. Tuy vậy, thấy Tâm hiền lành, không ăn chơi, nghịch ngợm, gia đình Tâm cũng là gia đình thật thà, sống có trước, có sau ở xã, nên vợ chồng ông Nguyễn Văn Nhã, ngụ cùng xã An Linh, vẫn quý mến. Khi thấy con gái là Nguyễn Thị Cẩm Hồng đem lòng yêu Tâm, vợ chồng ông Nhã cũng vui vẻ vun vào cho đôi trẻ. Hai gia đình đi lại với nhau một thời gian, đám cưới chính thức được tổ chức cách đây 8 năm. Nhiều gia đình rất ngại cho con trai đi ở rể vì lo sợ con trai của họ sẽ bị gia đình vợ coi thường. Nhưng khi ông Nguyễn Văn Nhã đề nghị cho Tâm về ở rể, gia đình Tâm rất vui lòng. Bản thân Tâm cũng thoải mái với việc về sống cùng với cả gia đình vợ. Gia đình ông Nguyễn Văn Nhã tuy không quá giàu có nhưng cũng có chút điều kiện. Ông bà đặc biệt rất thương con cái. Khi con gái đi lấy chồng, ông bà mời con rể về ở cùng với mong muốn sẽ tiện bề chăm sóc con gái và cháu ngoại. Về làm rể nhà ông Nhã, Tâm được gia đình vợ giúp tiền xây nhà trên mảnh đất mà ba mẹ vợ cắt cho. Không chỉ thế, vợ chồng ông Nhã còn cho con rể vốn liếng và cất cho một miếng đất để làm ăn. Hy vọng con rể khôn khéo, vun vén thì con gái và cháu ngoại mình cũng được nhờ. 8 năm sống với gia đình vợ, Tâm có một cuộc sống khá thoải mái. Ba mẹ vợ coi Tâm như con đẻ, lại hết mực giúp đỡ vợ chồng Tâm. Hai đứa con của vợ chồng Tâm ra đời, nhưng cũng là do một tay ông bà ngoại chăm sóc, bồng bế. Những lúc vợ chồng Tâm không có điều kiện kinh tế, ông bà Nhã cũng giúp vợ chồng con gái và con rể tiền mua sữa cho các cháu. Điều đặc biệt là ông bà cư xử với con rể rất đàng hoàng, nhân hậu, có trước, có sau, với gia đình xui ra, nên không khí gia đình luôn êm ấm. Bà con trong ấp cũng không chê được một tiếng nào. Được ba mẹ vợ bao bọc, vợ chồng Tâm sống hòa thuận suốt 8 năm đầu. Mọi cơ sự hôm nay đều do Tâm nảy sinh thói ăn chơi, mèo mỡ bên ngoài và giùm giẫy vợ con. Tâm có một người em gái theo học nghề cắt tóc tại tiệm cắt tóc của chị Nguyễn Thị Phượng, trú tại xã Tân Hiệp, huyện Phú Giao. Thời gian em gái học nghề ở đây, Tâm thường xuyên ghé qua thăm em. Ban đầu vì muốn coi tình hình học nghề của em gái, nhưng sau Tâm đến vì cô chủ tiệm cắt tóc nhiều hơn. Nguyễn Thị Phượng có chút nhan sắc, ăn nói khéo léo, nên chỉ sau vài lần đến đây, Tâm đã phải lòng cô chủ tiệm. Trước giờ, Tâm vốn là người sống đàng hoàng, đứng đắn, không có thói trăng hoa, mèo mỡ. Nhưng kể từ khi gặp Phượng, Tâm như ăn phải bà. Nhưng Phượng cũng không phải vừa. Phượng ra điều kiện với Tâm, không chỉ mèo mỡ vui với Phượng, mà phải bỏ vợ con theo Phượng. Tuy đã có vợ và hai con, nhưng Tâm vẫn ngày đêm tơ tưởng đến người tình và tìm mọi cách được sống cùng người tình. Gia đình vợ tốt bụng, vợ hiền, con ngoan, không có lý do gì để Tâm bỏ vợ. Tâm này xin ý định đầu độc cả gia đình vợ để rảnh rang đi sống với nhân tình. Một trong những nguyên nhân khác khiến Tâm này ra dã tâm hại cả gia đình vợ là nếu đi khỏi gia đình vợ, Tâm dễ phải ra đi tay trắng. Bị Phượng xúi giục, lại sợ không có tiền thì Phượng sẽ bỏ, nên Tâm muốn đầu độc cả nhà vợ để hưởng trọn số tài sản của bố mẹ vợ, để có thể sống vui vẻ, sung túc bên người tình. Để thực hiện âm mưu của mình, Tâm đã ra tay đầu độc gia đình vợ đến 4 lần. Lần thứ nhất, Tâm mua thuốc tím về pha vào nước uống của cả gia đình vợ.
Ông Nhã và một số người trong gia đình bị trúng độc, nhưng may mắn là do liều lượng thuốc ít nên không có ai bị nguy hiểm đến tính mạng. Thấy âm mưu đầu độc của mình không thành, cùng ngày hôm đó Tâm tiếp tục đổ thuốc vào nồi cá kho. Cả gia đình ông Nhã bị ngộ độc phải đi cấp cứu. Sau hai lần bị trúng độc tập thể, ông Nhã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ và có ý nghi Tâm, bởi Tâm là người duy nhất không trúng độc cả hai lần. Bẵng đi 3 tháng, khi thấy tình hình có vẻ êm, Tâm lại lén bỏ thuốc độc vào nồi canh của gia đình. Nhưng hôm đó vì phát hiện nồi canh có màu và mùi khác thường, ông Nhã đã đổ cho chó ăn thử. Con chó sau khi ăn xong, ngã lăn quay, toi mạng. Biết có người âm mưu đầu độc gia đình mình, ông Nhã quyết tâm theo dõi, vạch mặt kẻ thủ ác bằng cách đặt máy quay phim trong bếp. Về phần Tâm, sau 3 lần ra tay thất bại, Tâm vẫn không hề chùn tay. Sau lần đầu độc thứ 3 không thành, ngay ngày hôm sau, Tâm lại tiếp tục đầu độc lần thứ 4. Tâm đổ thuốc độc vào nồi canh, nhưng lần này máy quay trong bếp đã phát hiện ra Tâm. Choáng váng, tức giận vì bị con rể âm mưu hãm hại cả gia đình, ông Nhã đã mang băng quay ghi hình làm bằng chứng đến cơ quan công an, tố cáo con rể. Bản án cho gã con rể tham tình, phụ nghĩa. Khi biết sự việc bị bại lộ, Tâm đã bỏ trốn vì hoảng sợ. Nhưng sau được gia đình động viên, Tâm đã đến công an đầu thú. Việc Tâm 5 lần 7 lượt định hại một lượt cả gia đình mình là một cú sốc nặng với gia đình ông Nhã. Bởi trước đó vợ chồng ông chưa bao giờ làm điều gì khiến cậu con rể phải oán trách, chứ đừng nói đến căm thù và muốn sát hại như thế. Mãi khi Tâm bị bắt và khai ra động cơ hại người, gia đình ông Nhã mới ngã ngửa vì hóa ra trước giờ mình nuôi ong tay áo. Lúc mới biết dã tâm của cậu con rể trời đánh, gia đình ông Nhã vô cùng tức giận, đòi phải xử Tâm đến nơi, đến chốn. Nhưng vì gia đình Tâm đã hết lời xin lỗi, lại thương con gái và thương hai cháu ngoại. Nghĩ tình cảm gia đình trước đây, vợ chồng ông Nhã đã dần nguôi giận và bàn cách xin giảm án cho Tâm. Gia đình ông Nhã đã viết đơn xin giảm án cho Tâm. Trong phiên tòa xét xử Tâm, ông Nhã cũng đứng lên đại diện gia đình mong tòa xử nhẹ, cho Tâm có cơ hội về nuôi con cái. Gia đình ông Nhã cũng không đòi bất cứ bồi thường vật chất hay tinh thần nào. Tuy gia đình vợ cũng là nạn nhân đã hết lòng xin cho Tâm được giảm án, nhưng xét về tội lỗi của Tâm là cố lấy mạng người nhưng chưa thành công do ngoài ý muốn, nên sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Tòa án Nhân dân Bình Dương xử Tâm 15 năm tù. Bản án đó được nhiều người cho rằng còn quá nhẹ so với tội ác của gã rể ăn cháo đã bắt này. Tại phiên tòa, Nguyễn Thanh Linh Tâm đã tỏ ra ăn năn, hối cải về những việc sai trái đã gây ra, và bản thân Tâm cũng được gia đình vợ tha thứ. Nhưng dư luận thì vẫn lên án gay gắt tội ác của Tâm và cho rằng cần phải trừng phạt Tâm mạnh hơn nữa để đảm bảo tính răn đe của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.